có nên dùng xe tăng đồ chơi bắn hạt nở. Xe tăng đồ chơi à? Phải thử mới được. Nhìn này, Pit ơi, có đồ chơi mới này, Pit ơi. Mở hộp đi. Ok rồi, cảm ơn Pit nha. Đây rồi, đôi giày. Nhìn khẹt đấy. Có pin và sạc đi kèm. Tháo phần nắp ở bên dưới gầm xe ra để lắp pin vào như thế này. Đây là bộ điều khiển chạy bằng hai viên pin con thỏ. Sau đó bật công tắc ở bên dưới. Ui. Ôi giời, nghe thấy gì không? Bánh xe cấu tạo có những con lăn hình thoi độc lập. Nó giúp cho xe di chuyển một cách cực kỳ linh hoạt nha. Các bạn có thể thấy nó di chuyển trong không gian hẹp rất dễ dàng. Đi chéo đi ngang, cài số lùi, xoay drift không trượt phát nào. Nó có kèm theo mấy túi hạt nở. Mang hạt nở đi ngâm cho nó nở ra. Sau khi ngâm khoảng 1 tiếng nó sẽ nở ra như thế này. Đằng sau xe có một khay nhỏ có thể mở ra. Nó chính là cái khay dùng để chứa hạt nở. Thấy cái nút này trên điều khiển không? Ấn vào là nó sẽ bắn. Hãy nhìn đây. Giời ơi, hơi bị được của nó đấy. Chạy cũng rất khỏe nha, húc ầm ầm luôn. Ngoài ra nó có một bộ điều khiển cảm ứng đeo tay, xe nó sẽ di chuyển theo hướng tay của mình. Đấy, xịn nhờ. Mình bắt đầu thích cái xe này rồi đấy. Buồn buồn mang ra nghịch vui phát. Nhưng mà chơi vui quá hơi mệt nên tạm thời hôm nay không chấm điểm nha.